cho bác nhìn. À, bình thường em Tuấn giới thiệu cho các bác ấy, những cái mặt hàng, những chiếc đồng hồ này các bác mua tặng chị em, vợ con, phải nói luôn là nó hàng hiệu số 1 luôn đấy. Ít bị đụng đụng hàng lắm. Cái chơi nó phải là cái ít bị đụng hàng. Đây bác nhìn kỹ chi tiết của em nhé. Phải nói luôn là nó hàng gọi là hàng lướt nhưng mà nó mới tuyệt vời luôn. Con này là dùng cho nữ nhé, tay nữ. Nữ. Ok chưa? Đồng hồ nữ ạ. Đây. Đấy. Nhỏ, rất là gọn, xinh xắn. Con này bác nhìn xem. Bốn cửa, lịch luôn. À, được đính đá bác nhìn nhá, góc 11 giờ, góc 1 giờ và góc 5 giờ, góc 7 giờ và góc 8 giờ. Đính đá hết. Cửa sổ lịch nằm ở điểm 4 giờ. Đẹp xuất sắc luôn, già này bác nhìn này, còn zin hết. Khóa này, khóa bướm nhá, khóa xịn luôn nhá. Khóa zin hết, zin từ khóa luôn ạ. Phải nói luôn là nó bây giờ chỉ thiếu thiếu cái thùng hộp xốp. Các bác chỉ thiếu hộp xốp thôi. Dây da đâu nhìn này, dây da này chưa dùng nhá, gọi là có lắp mắt vào thấy chứ chưa đeo, đeo thì nó sẽ bị co giãn hết cái điểm lỗ chốt này bao nhiêu. Con này gọi là phải gọi là mới luôn này. Mới này, lau vào đi cho bác này. Đây thương hiệu của nó đấy ạ. À, bình thường các bác ra mua cửa hàng ở những cái đồng hồ mới thì nó không thiếu đâu, nhưng mà để chơi những cái dòng mà độc lạ hiếm thì phải chơi cái loại này giá trị ạ. Con này 1.950.000 nhá, dây da zin hết. Khóa này khóa thông minh, khóa thông minh ạ. Khóa thông minh đấy bác, các bác có thể xô dịch thoải mái nhá, xô dịch thoải mái các cỡ tay. Đó nhá. Quá VIP luôn. Chiếc đồng hồ như này mà các bác không mua tặng thì bác mua tặng gì? Hay là các bác ra ngoài cửa hàng bác mua mấy cái loè loẹt mà tặng các chị em. Chắc mua mấy cái loè loẹt tặng chị em đúng không? Đấy, có nhìn chưa? Phê chưa? Một chiếc đồng hồ như thế này mà còn không lấy thì lấy cái gì ạ? Đấy, nhìn này. Rồi, chào các bác.